Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày 2 tháng 2 năm 2021. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 17 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nam cấp 2, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ 12 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 17 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà, mưa nhỏ rải rác, gió nam cấp 2, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ 12 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước, đêm mùng 2, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, riêng phía nam đêm có mưa rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ C.